Yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lan Thang đường phố à, thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục lên án những kẻ mà đang gọi là à, tấn công Hồng Loan à, tấn và những người bên cạnh Hồng Loan những anh chị em nghệ sĩ à, đã giúp đỡ cho Hồng Loan trong cái chuyến đi à, diễn vừa qua thì à, chúng ta đã thấy rồi cô chú anh chị à, từ trong nước và đến ngoài nước thì những à, người à, có những cái ý đồ xấu đã gọi là tấn công Hồng Loan chê bai rằng là Hồng Loan hát dở, Hồng Loan gọi là uh, khán giả không có xứng đáng khi mà bỏ cái số tiền đó để vào xem. Đó là những cái con người miệng mồm ác ôn. Đó, nên nhớ nha. Hồng Loan ở đây là khách mời đến chương trình đó chứ không phải là uh, đến với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp. Đó nha, đó không phải một ca sĩ chuyên nghiệp nên là uh, không có thể nào mà bàn sâu về cái vấn đề mà âm nhạc, đó về cái nhạc lý. Đó, về những cái, cái cái cách phong cách biểu diễn của hồng loan được một khách mời thì cũng khó thể nào mà thực hiện được những cái điều đó thì ở đây hồng loan đã làm tốt cái vấn đề đó. đó nhưng mà vẫn còn nhiều thành phần à, gọi là ghen ăn tức ở độc mồm độc miệng đó lên chê bai đủ thứ đó sống sao mà phải làm vừa lòng của tụi này được cô chú chị đó không vừa lòng được tụi nó đâu đó tụi nó sẽ chê bai cái này chê bai cái kia tấn công từ những việc kinh doanh À, bây giờ đề chuyển qua tấn công cái việc mà đi hát rồi thì hồng loan đi tới đâu thì tụi nó sẽ bài mưu tính kế để gọi là tấn công hết cái này qua cái kia đó rất là nhiều thứ à, phần tiếp theo đó là câu chuyện của thằng thám tử lùng đó tấn đi đến bình dương để tìm gọi là 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 giỏ là, diệt là băng thì à, rất là nhiều cô chú anh chị ở bình dương đặc biệt là những người yêu quý cô nguyễn phương hằng cũng như là yêu quý hồng loan đã gọi điện cho em đó là kêu em gọi là cho cái địa chỉ của thằng à, thám tử lùng nó đến bình dương chỗ nào cho nó về bằng xe cấp cứu đó <laughs> rất là nhiều anh chị nha nhưng mà em nói thôi à, cái vấn đề đó thì có cơ quan chức năng xử lý à, nó sai đến đâu hay là nó đến đây nó gây mất trật tự địa phương thì có cơ quan chức năng xử lý rồi đó chứ chúng ta cũng không cần phải gọi là làm với nó những cái vấn đề đó để phạm pháp đó cái vấn đề này nó ra nó, nó gài anh em vào nên mọi người phải hết sức bình tĩnh nha Đừng có gọi là mắc bảy thằng thám tử này à, Nó gọi là lắm mu, nhiều kế lắm đó Nhưng mà, mà mua hàng thì kế bẩn Đó rất là nhiều đó, Rất là nhiều người gọi là dân Bình Dương đó đó tuyên bố rằng mà nó mà thấy nó là cho nó về bằng xe cấp cứu liền chứ đừng có đến cái đất bình dương mà tìm người này tìm người khác đó ông chửi một người cũng khá là là được nhiều người yêu thích ở bình dương đó là bà nguyễn phương Hàng mà ngày hôm nay bước vào đất gọi là bình dương không giỏi diệt băng thì ở thủ chùa một nha quý anh chị đó bước vào đó để kiếm cái giỏi diệt băng đó mày mà dám tới cái thành phố thủ chùa một mà cái vẻ mặt mày ngên ngên đi giống như mà cái vẻ mặt mày ngồi trên lai đó tự cao tự đại đó tao bảo đảm mày luôn dân bình dương cho mày về bằng xe cấp cú cái về xe cứu thương luôn đó. đó bởi vì sao của chúng chị nó chửi quá nhiều người đó nó chửi quá nhiều người nó nói quá nhiều người nên bây giờ nó đi ra đường gọi là không biết ai là bạn không biết ai là thù đó không thù nó nó quá nhiều câu chuyện nữa đó không chứ không phải là nó chửi mọi nhiều người trong một câu chuyện mà nó chửi quá nhiều người trong nhiều câu chuyện đó nên bây giờ gọi là là, 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 là anh thám tử này tối ngày anh chỉ cu rú trong nhà với lại đi vào những cái 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 vùng sâu vùng xa rồi thôi ở chỗ đó nói chung là những người gọi là không có tiếp xúc nhiều với internet người ta không biết mặt nó thôi đó nó vào đó nó muốn mép À, để kêu gọi làm này làm kia giúp người rồi đó ừ thì mình cũng ghi nhận vấn đề đó nhưng mà khi mà đi giúp người á, thì cũng như nên à, để tiêu đề hay là để thông neo rồi đó mình đi giúp người giúp chị này chị kia đi chứ đừng có lôi drama ma vào không chuyện đi giúp người nó mất đi cái 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 phước đức mà mình tạo ra rồi đó nó mất đi rồi đó nên là mình đi làm cái việc đó thì tốt nhất là mình nên để theo cái tiêu đề đó theo cái công việc mình làm chứ mà lên bình dương mà ngên ngáo hay là vên vang cái kiểu mà láo láo bố láo bố đời đấy Đấy thì về bằng 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 ô tô nhé đó còn sao cô chú anh chị nó chê Hồng Loan hát dở quá à, nên chuyển ngày khác đi Trời ơi tôi nghĩ là nó lên nó chưa hát chưa chắc gì nó hát được như thế đó không? Hồng Loan lại gì cũng một tay ngang ra thôi được sự yêu quý của cộng đồng mạng được sự gọi là ủng hộ của cô chú anh chị đó Hồng Loan mới có được ngày hôm nay thì Hồng Loan cũng muốn gọi là à, yêu thích cái con đường nghệ thuật của ba mình để lại đó nên hồng loan gọi là à, đã thử sức mình à, qua một cái à, à, nghề mới đó là 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 đi ca hát đó với vai trò là khách mời thôi trong những chương trình đó thì khách mời đến hồng loan có thể hát và có thể là trò chuyện của ông chừng đó không bởi vì rất là người yêu quý hồng loan đó cho đến thời hiện tại thì sau những cái buổi diễn của hồng loan ở trong nước cũng như là ở ngoài nước thì chúng ta thấy rồi sự yêu mến của cô chú anh chị rất là lớn dành cho hồng loan nên là những cái người làm những cái chương trình đó người ta muốn thu hút được sự quan tâm của khán giả được nhiều khán giả đến với cái rạp của mình thì chắc chắn là người ta sẽ mời những người có sức ảnh hưởng đó, trên mạng xã hội đến chứ không lẽ bây giờ mời bé dê bé dê có thể là nếu mà so về cái 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 cái, cái, cái cơ bản cái cái vấn đề mà hát hò đó của anh chị mình nghĩ là bé dê nó có học qua trường lớp thì chắc chắn là nó sẽ cứng hơn ở đây cứng ở Hồng Loan thôi chứ mình không có nói hay nha cô chú anh chị mình phải thương, mình phải nhìn vào sự thật đó tại sao Cái con nhỏ có học qua trường lớp mà không được mời lại mời một người gọi là chưa từng học qua cái trường lớp sân khấu đó cũng như là ca hát đó thì tại sao tại vì sống tốt đó sống tốt nha còn phải về sống dơ quá ông ngài mời mời đến sợ nhận gạch đá rồi sập xô người ta người ta đâu có mời đâu cô chú anh chị đó nhưng mà không biết là tờ báo nào ác mồm ác miệng lên viết lên chê này kia. Đó mà mình theo mình được biết, theo nhiều của chú anh chị chia sẻ lại thì những cái tờ báo này trước đây thì nó cũng đã gọi là uh, nói xấu về chú Vũ Linh khá là nhiều. Nên là chúng ta đừng có quan tâm báo mà. Đó cũng có báo chính thống, uh, báo dơ, báo lá cải, rất là nhiều loại báo chứ đây mình không có nói là tất cả các loại báo là đều là không tốt hay là như này, một cá nhân nào đó thôi đó báo thì cũng có báo tốt báo xấu chứ không có thể nào mà báo nào mà cũng xấu hết được nó không cũng không có cái nào mà tốt hết được đó thì chúng ta thấy rồi những cái điều mà diễn ra trước mắt họ luôn nhưng mà họ cố tình họ cố tình gạt qua để họ viết theo cái 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 cảm nghĩ của họ mình nghĩ là cái này là báo facebook thôi cô chú anh chị báo này báo lá cải trên facebook thôi để tên báo đồ chơi thôi chứ thật sự là báo này cũng chẳng có tên tuổi gì đâu và cũng không có được là là là, là sự là uh, cấp phép gì ở Việt Nam để hoạt động đâu đó nên là kệ họ đó không một người ghét nhưng còn nhiều người thương là được đó không ghét hồng loan ở đây nếu mà tìm ra một cái lý do để ghét hồng loan để không thích hồng loan thì em tìm mãi em ngồi em suy nghĩ mãi để em lên clip để em tìm cái điểm mà uh, để để mình gọi là không ủng hộ hồng loan nữa giống như những cái khán giả mà đang bị tụi uh, bộ ba tâm Sơn dẫn dắt đó để em tìm được một cái lý do nào để em không ủng hộ hồng loan nữa nhưng mà tìm mãi chẳng ra tìm mãi không gây một cái lý do nào mà nó chính đáng để chúng ta gọi là uh, quay xe không ủng hộ nữa giống như cái bộ ba tâm sơn không làm được có chút chị ạ à. mình không tìm được một cái lý do nào hết trơn á đó nếu mà nói về cái lý do mà không cho ông luật sư kha vào cái câu chuyện của hồng loan thì nó cũng không đúng không được cái đó nó càng vô lý hơn bởi vì câu chuyện của hồng loan hồng loan là người quyết định đó hồng loan là người muốn giành chiến thắng nhất chứ không phải chúng ta đó hồng loan là người đầu tiên muốn giành chiến thắng nè rồi sau đó mới đến những người ủng hộ đó nhưng mà tại sao hồng loan không lựa chọn một cái ông luật sư ừ, luật sư mà của tổ bộ ba tam sinh giới thiệu giới thiệu mà lại đi chọn một cái luật sư có tên tuổi à có công ty có tầm vóc hơn luật sư kia tại vì người ta muốn thắng chắc chắn là người ta sẽ dùng cái số tiền mình có được sẽ mướn luật sư giỏi hơn để mới giành chiến thắng được còn này luật sư miễn phí hả miễn phí hay là sai sai nếu mà ông giỏi quá thì thật sự là luật sư giỏi nó khó mà miễn phí được đó ở đây không phải là nó không có nhưng mà khó có miễn phí bởi vì công luật sư này thì thì, thì cái cv của ổng là nói chung là uh, chỉ có một vụ thôi tỉnh thất bồng lai thôi <laughs> cái vụ mà dành con đó cái vụ đó để tôi lên tôi ngồi tôi nói còn thắng nữa <laughs> chứ đó mà cần gì ổng đó nên là tụi nó coi nhiêu đó tụi nó đem ra để tụi nó nói ghét rồi khán giả rồi hiểu lầm hồng loan quay xe quay lưng với hồng loan đó cái đây, cái lý do thứ nhất đó cái lý do đó là, là không không đúng rồi cái lý do thứ hai là hồng loan thí dụ như là hồng loan hỗn láo chửi cô chú anh chị những người từng ủng hộ mình hay là chửi khán giả những người từng ủng hộ mình á thì cái đó mình quay xe mình quay lưng mình không ủng hộ nữa cũng đúng đi nhưng mà ở đây không có tìm mãi chẳng thấy một cái lời nói nào của hồng loan gây tổn thương cho những người mà ủng hộ Hồng Loan cả Không có nha cô chú anh chị Kể cả những người từng ủng hộ Hồng Loan và bây giờ quay xe lại chửi Hồng Loan luôn Hồng Loan cũng im luôn Không nói gì luôn à, Là ai cô chú anh chị? Điển hình một người duy nhất là ai? Đó không? Là Mi Sun <laughs> Đúng không? Mi Sun chửi là Hồng Loan là con đứa vô, con nhỏ vô ơn Đúng không? Theo người ta người ta khó nhịn lắm ủa tôi làm phải bắt buộc phải lên đó ở tôi làm gì mà bà mỹ xuân chửi tôi vô ơn đó bà có giúp gì được cho tôi chưa bà có lo cho tôi bà có cho tiền gì tôi không mà bà chửi tôi vô ơn chứ bà đó không nhưng hồng loan thì không lại làm như vậy đó hồng loan không nói luôn không nói gì hết luôn đó không cái lý do đó thì thì, thì thì, thì, tại sao chúng ta phải dựa vào những lý do đó để chúng ta quay xe không ủng hộ hồng loan nữa đó không chuyển qua trà rạp vậy hồng loan đâu có sai Tới thời điểm hiện tại là tôi tìm ra cái sai của Hồng Loan trong vấn đề Mà cô chú anh chị quay xe đó tôi tìm mãi chẳng ra Nhưng mà khi mà họ đã không thích nữa rồi Thì nói cái gì nói họ cũng không thích đâu cô chú anh chị Đó họ cũng không thích đâu miễn là chúng ta những người yêu quý cái 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 đúng trong xã hội này những người đang yêu quý hồng loan ngày đi muốn hộ hồng loan từ trước đến nay thì phải vẫn tin vào hồng loan và để cho hồng loan gọi là an tâm bước trên con đường phía trước của mình đó là sự nghiệp À ca hát của mình chứ đừng để những cái con mũi con con ve hay là con rùi gì đó xung quanh đó Mà nó bu bám vào nó làm dơ đi à, nó làm dơ đi cái câu chuyện tốt đẹp cũng như là cái sự nghiệp của hồng loan đang phát triển đó không? bị nó bu vào làm dơ đi cái sự nghiệp đang phát triển thì thật sự là một điều đáng tiếc đó, nhưng mà mình uh, vẫn tin những cái uh, anh chị khán những cái anh chị uh, nghệ sĩ à già cội luôn đó. đó đó phải nói là già cội luôn bởi vì những cái người mà à, hát chung cái sân khấu với hồng loan á đều là những người đã có tên tuổi khẳng định được trong lòng của khán giả rồi đó mình nghe đâu là có một cái số người à, thành phần bên ve đó cô anh chị nói là à, ngọc quyền à, cô ngọc quyền dựa vào à, hồng loan để được mời đi show trời ơi Ngọc Quyền người ta nổi tiếng từ lúc mà tôi còn ở chuồng tắm mưa là tôi <laughs> biết là từ thời đó là cô chú chị thời đó dưới quê nói chung là người miền Tây thì chẳng không có ai mà không biết là chú Vũ Linh hay là Tài Linh hay là Thội Mỹ Ngọc Quyền rồi các kiểu đó không rất là nhiều nha những người đó thời đó thanh ngân rồi những cái thời đó thì ai cũng biết hết đó chứ không phải là bây giờ là tụi nó, nó, nó nói là cô, cô Ngọc Quyền phải dựa vào Hồng Loan để được đi nhận show được đi hát tôi cũng bó tay với những cái thành phần mà mà, mà đầu óc có vấn đề của chính chị đó tại sao à, thằng thám tử cao trước đây nó nói là tụi tôi là chuyên gia chữ nghệ sĩ không tốt để ủng hộ trời ơi, tôi chữ nghệ sĩ nào đó không tôi nói về ông hoài linh có tôi thừa nhận tôi có nói mà nhưng mà ổng nhìn lại ổng ổng có ém tiền không không ở đây không nói ổng ăn chặn nha tôi nói ổng ém tiền lại ổng quên đi không 14 tỷ đó có không có đúng hay sai đó tại sao tôi không nói những người đang ủng hộ hồng loan hiện tại nè tại sao tôi không nói mà lúc trước đó tôi cũng chưa có từng nói những cái người những cái ca sĩ những cái nghệ sĩ anh chị nghệ sĩ này đang ủng hộ hồng loan tôi cũng lúc trước tôi cũng đâu nói đâu tôi cũng đâu nói gì, gì bà hằng cũng vậy đâu có nói về vũ linh hay là đâu nói về uh, là, là bình tinh hay, nói về ngọc quyền hay là, là, là chú vũ linh đâu không có nói những cái người đó người ta không sai thì sao mình nói được những cái người đó người ta không có ăn chặn tiền thì tại sao mình nói được Sao mình nói người ta được Đó mình nói đó cho chúng nó ghét mình hay gì Đó mình nói là phải có bằng chứng à, Chứng cứ là ông Hoài Linh có không? Có có đúng không Mình phải, phải thừa nhận với nhau sự thật như thế Đó thì uh, ngày hôm nay Thì rất là nhiều thông tin uh, Nói chung là cực kỳ nóng đó, Cực kỳ nóng nha cô chú chị Phải nói là những cái bọn Mà đang gọi là Nhầm hãm hại Hồng Loan Thật sự là tụi nó rất là nhiều chiêu trò đó mọi người khi mà nghe được cái thông tin gì đó, đó chúng ta phải tìm một cái nguồn đáng tin cậy để kiểm chứng lại cái thông tin đó, chứ đừng để cho những cái uh, kẻ đó lợi dụng vào cái sự mà tin tưởng cái sự mà tin yêu của cô chú anh chị để gọi là dẫn dắt mọi người hiểu sai về hồng loan là chúng ta chia rẽ và mất đoàn kết trong cái vấn đề mà ủng hộ hồng loan thì thật sự là uh, chúng dính vào cái bẫy của tụi nó đó cô chú anh chị, đó phải nói là dính vào cái bẫy của tụi nó nên mọi người phải sáng suốt trong vấn đề mà chọn lựa thông tin để nghe đó chúng ta ủng hộ thì mình biết là cô chú anh chị tìm rất là nhiều thông tin nhưng mà để có cái thông tin nào chính xác nhất đó để chúng ta nghe nó hợp lý thì chúng ta nghe đó những thông tin nào mà cần phải gọi là kiểm chứng lại thì chúng ta phải cần kiểm chứng nơi mà tin tưởng rồi tin tưởng đó để chúng ta tránh hiểu lầm nhau đó tránh hiểu lầm khán giả hiểu lầm à, hồng loan để gọi là rồi xảy ra cái câu chuyện mà quay xe đó nghe theo lời của bộ ba tụi kia thì thật sự là hết thuốc chữa đó những cái người đó bây giờ quay đầu vẫn còn kịp nha phải suy nghĩ lại hồng loan đã làm gì mà mình phải quay xe quay lưng không ủng hộ hồng loan hồng loan có lên chửi mình chưa hay là hồng loan có lừa mình chưa hay là bán hàng giả hàng giỏm chưa giống như những cái lời mà của cái bộ ba tam sơn kia nói hay chưa đó giống chưa chưa giống thì chúng ta phải suy nghĩ lại ủa tại sao từ lúc đầu tôi đến với câu chuyện của hồng long tôi ủng hộ hồng long mà tại sao bây giờ tôi nghe mấy youtube nói ghét cái bây giờ tôi chuyển qua tôi quay xe luôn rồi không tôi quên hồng long luôn rồi bây giờ tôi nghe youtube luôn rồi ủa phải nhìn vào hồng long hồng long đang làm những cái điều mà cô chú chị đang muốn đó sống tốt nè sự nghiệp phát triển nè đúng không chúng ta từ lúc đầu chúng ta ủng hộ hồng long là mong hồng long có một cuộc sống tốt nè mong hồng long chiến thắng trong cuộc gọi là tranh giành tài bà sáu tranh giành tài sản nè đó chiến thắng trong cuộc sao kê nè rồi thành công trong sự nghiệp nè đi hát khắp nơi nè đó bây giờ thì hồng loan đã làm được gì rồi sự nghiệp thì đang phát triển nè ca hát đang phát triển nè đúng không xô liên tục đó còn uh, công việc làm ăn thì càng ngày đang càng mở rộng ra còn cái vấn đề sau kê thì cơ quan chức năng đã tiếp nhận những cái hồ sơ cũng như những cái bằng chứng những cái giấy tờ cần thiết rồi và cái tài sản là cái căn nhà cái đất gì đó thì cũng đang rồi là tiếp nhận rồi thì phải chờ người ta xử lý chứ đâu có ai lên kêu xử lý liền được xử lý liền cho tôi à xử lý liền cho hồng loan nha không xử lý liền là không được không sai của chúng chị cái gì cũng phải có thời gian nha chúng ta tuyệt đối tin vào hồng loan nếu mà thật sự yêu thương hồng loan thật sự như của chú chị rồi một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ cho lan thành đường phố hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại